Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình quay máy câu cho mọi người xem về lựa chọn. Đầu tiên là một con máy câu Shimano dòng Abetto nha. Abetto. Size của nó là 3000 nha. Size của nó 3000. Đây, ngoại hình của nó nha cho mọi người xem. Đấy. Thông số kỹ thuật của nó đây. Đây, cước số 2 vào 220 mấy, cước số 3 vào 150 mấy và cước số 4 vào 100 mấy. Đây, côn của nó. Đây, để mình siết lại tí đã. Ok. Truyền ra cước. Truyền ra cước còn ok nha mọi người. Đấy. Đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đấy, đảo tay trái phải và gập tay được. Lúc này đang bị cứng cứng mọi người. Về nhỏ nhất vô cái lắc lắc mấy cái cho nó ra nha. Đấy. Qua hai chiều rồi, khóa một chiều này. Đó. Khóa cứ ngắt luôn nha mọi người. Ok. Đấy, ngoại hình. Con này made in Malaysia nha mọi người. Made in Malaysia. Con này con số số 1 350.000. Số 1 350.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo. Số 2 là một con máy Shimano Alivio size 1000 nhé. Shimano Alivio size 1000. Đấy, ngoại hình của nó. Đấy, con này cũng made in Malaysia luôn, made in Malaysia luôn. Đấy. Thông số cước của nó này. Cước số 1,5 là vào 130 mấy, số 2 vào 100 mấy và số 3 vào 65 mấy nha. Đấy. Ok. Tay thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay gọn vào được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập gọn tay được. Em ru à. Đấy. Ok. Hai con này cấu đều bằng graphic nha mọi người. Cấu graphic chứ không phải cấu kim loại. Đấy. Số 2. 250 nghìn. Số 2 250 nghìn. Số 3. Số 3 tiếp tục là một con máy Shimano Holiday Spin 2000 nhé. Holiday Spin 2000. Đấy. Con này chạy ball bearing hết nhá. Ball bearing 1, 2, 3 đều chạy ball bearing nha mọi người. Đây, khuyên ra cước còn ok này. Đấy, con này lúc nãy đây, cho mọi người coi xem khuyên ra cước con số 2 này. Khuyên ra cước con số 3 này. Đấy. Về vệ sinh nó sạch sẽ là ok nha. Đấy, vệ sinh sạch sẽ là ok à. Con này made in Malaysia luôn. Made in Malaysia luôn. Đảo tay trái phải được và gập tay được nhé. Đấy. Tiếng kêu nó ở đây nha mọi người, tiếng kêu nó ở đây này. Ở đây về nhỏ xíu nhất cái đồ cho nó nha. Nó cũng nhuyễn thôi nhưng mà có điều đây. Nó có cái độ ma sát của nó đấy. Đấy. Ok. Cước số 2 vào 150 mấy, số 3 vào 100 mấy và số 4 vào 70 mấy nha mọi người. Đấy. Ok. Rồi, con này con số 3. Số 3 vào
Và 250 nha mọi người. Và 250. Số 4 là một con máy Olympic. Olympic. Con này cũng chạy ball bearing nha. Đấy. Con này size thực. Con này size thực của nó tầm 2.500-3.000 nha mọi người. Size thực của con này tầm 2.500-3.000. Đấy. Ồ không. Con này size thực so với Shimano thì con này lên tới cả 4.000 nha mọi người ạ. 4.000 ở trong đùa đây. Này. Nó còn to hơn cả con 3.000 nữa. Đấy. Mở này. Ok. Ngoại hình của nó đây. Đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đấy. Thông số cước vào số 3 là vào 220 mấy, số 4 vào 150 mấy và số 5 vào 120 mấy. Con này size thực của nó khoảng 4.000 trở lên, nhưng mà 4.000-4.500. Đây. 4.000-4.500, nãy mình nói nhầm. Đấy. Viên ra cước của nó này, đấy. Ball bearing. Con này con số số 4. Số 4. Để cái này cho mọi người xem cái kích thước của nó. Số 4. Số 4 250.000 nha mọi người. Số 5. Số 5 là một con máy Diamond. Này. Diamond nhé. Tucker Auto No 1. Đấy. Con này da băng nhé. Da băng đây. Con này made in da băng nhé. Con này ở đâu? Con Olympic này thì made in Korea. Con này made in da băng. Korea thì cũng xuất nhập nha mọi người. Còn con này da băng nhé. Đấy. Nhìn cái vỏ bên ngoài thì hơi cũ cũ, nhưng mà con này chạy rất là phê. Khóa này. Ok. Đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, gập tay gọn được. Rồi. Hấp số 2 vào 200 mấy, số 3 vào 100 mấy và số 4. Số 3 vào 130 mấy và số 4 vào 100 mấy nha. Đấy. Con này size thực của nó tương đương với size 2.000-2.500 nha mọi người. 2.000-2.500. Ok. Con này con số 4. Số 4 200. Số 4 200 nha mọi người. Ôi. Con này con số 5 mọi người. Nhầm. Số 5 nha. Số 5 200. Số 6 là một con máy Daiwa tay đôi. Mờ mất chữ rồi, không biết chữ gì đây. Con này size thật của nó khoảng 2.500 nha mọi người. Size thật của nó là size 2.500. Đấy, Daiwa. Daiwa nhá. Mà Daiwa tay đôi mà chữ nó bị tróc rồi. Mắc in da băng luôn nhé. Cái này mắc in da băng luôn. Tay đôi. Khóa này. Đấy. Đấy. Cấu kim loại nha. Con này cấu kim loại nha. Đấy. Ok. Khuyên ra cước còn đẹp này. Khuyên ra cước còn đẹp này. Đấy. Okay. Con này có một đặc điểm nữa là cái lớp su ở chỗ cái tay quai này nó bị tróc rồi. Lớp su ở chỗ cái tay quai này nó bị tróc nhá. Nhựa thì vẫn còn, chỉ có cái lớp su nó tróc rồi. Nhưng mà không ảnh hưởng gì tới máy nha. Không ảnh hưởng gì tới máy. Con này chạy êm mượt nha mọi người. Ngoại hình của nó đấy.
Con này là con số 6. Số 6, 600 nha mọi người. Số 6, 600. Tiếp theo số 7 là một con này. Này. XS gì đây. Con này chắc là China xuất nhập nha mọi người. Chắc là China xuất nhập. Đấy, con này rất là to. À Ryobi nha mọi người. Con này Ryobi, hẳn Ryobi đồng hoàn. Ryobi nhưng mà con này sản xuất nhà máy China xuất nhập nhé. China xuất nhập. Dòng Action này. Gì? Rod Shocker, Rod Kick gì đây. Đấy. Now. Ok. Khóa này. Ok. Đảo tay trái phải được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đây. Con này cố tỉnh nha mọi người. Cố tỉnh. Cố tỉnh nha. Yeah. Dòng này cố tỉnh. Cước số 2 vào 300 mét. Số 3 vào 200 mét. Và số 4 vào 150 mét nhé. Đấy. Cố 5 này. Cố 5 cố tỉnh. Con này con số 7. Số 7 400. Số 8 là một con máy siêu star. Con máy này mô bên đuôi trục nhé. Đây, con đuôi trục đây. Ok. Này chất liệu graphite hay carbon gì đây. Ratio của nó là 4.3 này. Đây. Này thải cá, khoảng 3 kg máy 4 kg à. Đấy. Thông số cước ra ta. À, thông số cước này. Cước theo cái này tính theo ly nhé. Đấy. 1.5 này. Vào 180 mét cước số 2 và 110 mét cước số 3 vào 75 mét. Con này Korea xuất nhập nhé. Korea xuất nhập nha mọi người. Khóa này. Mở này. Ok. Khuyên ra cước còn ok nha mọi người. Về đánh rửa sạch sẽ rồi. Ok nè. Con này con số số 7, số 8. Số 8 150.000 nha mọi người. Số 8 150.000. Tay nó hơi cứng. Số 9 là một con máy Izumi dòng Maxell 1000 nha mọi người. Size thực của con này khoảng 1000. Đấy, con này size thực của 1000 nè. Đấy. Còn con này size thực của nó khoảng 7-8000 nha mọi người. Size thực của nó khoảng 7-8000. Đấy, con này 2500. Con này khoảng 2000 nhé. Ratio 4.8, chất liệu là graphite nha mọi người. Đây, cước số 2 vào 170 mét, số 3 vào 100 mét và số 4 vào 80 mét nha. Đây, ratio 4.8.
con này con số 9. Số 9. 200 nha mọi người. Số 9 200. Số 10 là một con máy Daiwa, máy mô bin đuôi trục luôn. Daiwa chạy 3 ball bearing. Đây, 3 ball bearing. Màu hình của nó. Đấy. Ratio của nó là 5.3 này. Đấy. Con này xe thực của nó tầm 2.000-2.500 nha mọi người. 2.000-2.500. Khóa 1 chiều. Ok, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay đều được. Ok. Cá kéo khoảng 4-5 kg. Cước số 2 vào 200 m, số 3 vào 150 m và số 4 vào 100 m nhé. Con này còn rất là mới nha mọi người. Màu hình của nó còn rất là đẹp. Da băng luôn này. Da băng. Đấy. Số 10 nha mọi người. Số 10. 500. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video máy cao này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người nhận hàng thì phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận giúp mình, xem hàng có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì mọi người báo cho mình ngay để giải quyết cùng nhau. Đấy, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không chịu xem hàng rồi nhận bừa rồi báo này báo kia, là mình không giải quyết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.